Anh là người vừa gọi cho tôi đấy à? Không phải ngày thì ai? Thế anh Thạch đâu? Thấy bảo nợ khoản khá khá vừa bị lôi đi rồi. Nhưng mà lôi đi đâu? Thằng này làm sao biết được? Chỉ biết là đội đấy nó nhắn là muốn chụp người ấy thì phải trả trước một nửa, cỡ đâu 40-50 gì đấy. Hồi thằng cháu Thạch chuyển đến đây này, là anh với cả anh Lưu là chuyển đồ cho nó đến đây mị. Chắc rồi thì lên đi, lần cần gì nữa. Mà sao lại hai cầu thang giống nhau thế nhỉ? Mà hôm đấy lại chuyển đồ vào buổi tối đấy chứ. Nhưng mà anh nhớ là có một cái cổng sắt, xong rồi có một cái sợi dây xích nó vắt qua cơ. Từ lúc đi vào đến giờ làm gì có cổng sắt nào? Thì chắc chắn là ở đâu đó phải có một cái cổng sắt và có một cái sợi dây xích nó vắt qua. Ô mị. Ơ, Điền ơi, có phải cái cửa này không? Đúng rồi, đúng cái dây xích vắt ngang. Đây, 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 đây. Không tin nhau à? Đây, thằng này là bạn nối khố với anh Thạch từ nhỏ. Sếp đã tìm được khách. Mà mọi chỉ số của thằng Thạch lại rất phù hợp. Nó trẻ khỏe, người ta rất thích. Nhưng chắc chắn bố thằng Thạch sẽ không để cho nó làm đâu. Sao anh không gọi điện cho sếp để xem sếp xử lý như nào? Tao gọi rồi. Chính vì không đưa được nó ra nước ngoài nên tao đã hướng sếp mời khách về Việt Nam. Em sợ như thế là rất là mạo hiểm. Vấn đề là sếp không ở đây. Mà đây là thời điểm thích hợp. Không phải lúc nào cũng có người trả giá cao đến như thế. Miễn là có lợi nhuận, chắc chắn sếp sẽ đồng ý. Tóm lại, cứ chăm sóc bố con nó thật kỹ vào. Đến khi nào khách về Việt Nam, tách bố con nó ra. Kể cả phải dùng biện pháp mạnh. Thằng con đi trước, thằng bố đi sau. Bố, bố sao không? Xấu phết đấy bố ạ. Ui, đau quá. Bố không cẩn thận bị cái đinh vít nó móc. Con đã bảo là bố để con rồi mà. Bố, mày làm được hơn bố chắc. Tuổi 20 bẻ gãy mấy cái sừng trâu ấy bố ạ. Giờ mà có được một cái búa với cái cưa thì đúng là hết được chấm. Gì đấy? Đi ra ngoài đi, để con. Học có khác.